Xin kính chào quý bà con, tôi là Lê Việt Hùng, kỹ sư nông nghiệp của công ty Thủy Nghiêm Sinh. Hôm nay thì tôi sẽ làm một cái video ngắn trên một vườn mô hình của công ty Thủy Nghiêm Sinh tại xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Vườn mô hình này thì chúng tôi đang xử lý vấn đề đó là tuyến trùng gây hại một rễ cây cà phê. Thì nội dung video sẽ gồm có các phần, đó là cách nhận biết tuyến trùng đang gây hại trên vườn cây, cũng như là cách xử lý tuyến trùng gây hại bằng các sản phẩm của công ty Thủy Nghiêm Sinh. Tuyến trùng gây hại trên bột rễ cà phê thì thường có hai loại. Thứ nhất đó là tuyến trùng nội ký sinh và thứ hai là tuyến trùng ngoại ký sinh. Đối với tuyến trùng nội ký sinh thì nó sẽ gây ra những cái nốt sưng trên bột rễ, cũng như là làm cho cái bột rễ non của cây nó rất là kém phát triển. Còn đối với tuyến trùng ngoại ký sinh thì nó sẽ cắn vào cái rễ và hút dinh dưỡng, thì sẽ làm cho cái bột rễ nó bị tổn thương, kèm theo đó sẽ là bị nấm gây hại. Và như bà con đang thấy trên hình thì cái rễ cây cà phê này nó bị tuyến trùng gây hại khá là nặng, với các biểu hiện đó là u sưng trên rễ, rễ non kém phát triển, bột rễ bị vàng, cái rễ nó phát triển không dài, đầu rễ bị héo nhiều. Đây là những cái biểu hiện khá là cơ bản của tuyến trùng gây hại trên bột rễ cây cà phê. Thì ngoài việc cái kiểm tra cái bột rễ cây cà phê để phát hiện tuyến trùng gây hại, đó là những cái biểu hiện như là u sưng, thối rễ, thì các biểu hiện trên thân lá của cây cà phê, ví dụ như là vàng lá, thiếu phân, rồi cành lá kém phát triển, trái rụng và kém phát triển, thì đây là những cái biểu hiện thường gặp trên những cái vườn cà phê bị tuyến trùng gây hại. Và bà con có thể thấy thì khu vực này thì cây cà phê đang rất là kém phát triển, mặc dù là đang trong giai đoạn mùa mưa. Thì các loại cành dự trữ thì nó phát triển rất là kém, lá kém xanh, độ mập của cành rất là kém, và các cái đốt này thì nó không có đều nhau, không có dài, thì sẽ làm cho cái năng suất vụ sau nó không được ổn định. Để giải quyết cái vấn đề tuyến trùng gây hại bột rễ trên cây cà phê thì công ty Thủy Nghiêm Sinh có các sản phẩm như là cái Nema sang tuyến trùng, cái Humic tổng hợp và cái HC50. Đó là những cái sản phẩm vừa xử lý tuyến trùng, kiểm soát mật độ tuyến trùng trong đất, cũng như là các dòng dinh dưỡng để giúp cho bộ rễ mới phát triển được tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Về sản phẩm Nema sang tuyến trùng thì đây là một dòng phân vi sinh vật chứa các dòng vi sinh vật chuyên săn bắt tuyến trùng trong đất. Thì nó gồm có 5 chủng nấm chuyên ký sinh và bắt tuyến trùng. Về sản phẩm HC50 thì đây là một sản phẩm bổ sung hữu cơ và vi lượng cho đất, giúp cho bộ rễ cây trồng phát triển tốt và mạnh khỏe hơn. Về sản phẩm TKS Humic tổng hợp thì đây là một sản phẩm chuyên về việc cải tạo đất, cũng như là giúp cho cái bộ rễ của cây cà phê phát triển được mạnh mẽ, sẽ giúp cho cái khả năng hấp thu phân bón của cây trồng nó diễn ra một cách thuận lợi nhất, sẽ chống lại được các điều kiện về khí hậu cực đoan như là nắng hạn cũng như là mưa dầm, làm cho cái bộ rễ của cây cà phê nó bị suy giảm. Sau quá trình xử lý cái tuyến trùng trên cây cà phê được 3 tháng, từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020, thì cái độ phát cành dự trữ trên cây cà phê rất là tốt. Bà con có thể thấy là chiều dài cành nó đạt đến khoảng 80 đến 1 mét. Và cái các mắt rất là đều nhau, bộ độ mở của lá nó rất là tốt. Không có biểu hiện thiếu vi lượng trên cây cà phê. Và bà con có thể thấy nhìn chung cây cà phê này thì cái lượng cành dự trữ phát rất là tốt. Và cái này thì bà chủ vườn chỉ cần là xử lý một lần cành tăm, có thể lựa chọn được những cái cành đủ tốt để sang năm có thể mang trái. Và dự báo sản lượng đối với những cái cây cà phê như thế này thì sản lượng sẽ trên 4 ký nhân trên một cây. Thì ngoài cái độ phát triển của cành dự trữ thì cái khả năng đó là cái độ lớn trái của cây cà phê, cũng như là cái khả năng cái việc đó là rụng trong mùa mưa nó đã giảm rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta xử lý cái tuyến trùng trên bộ rễ cây cà phê thì cây cà phê sẽ hút đủ dinh dưỡng hơn, dinh dưỡng cân bằng hơn, kèm theo đó là quy trình bón phân khoa học của chủ vườn thì sẽ giúp cho cái trái cà phê trong giai đoạn mùa mưa nó sẽ giảm rụng đáng kể. Để tìm hiểu thêm thông tin về các sản phẩm của công ty Thủy Nghiêm Sinh, cũng như là nhận được các tư vấn về cây trồng, thì bà con có thể vui lòng truy cập trang web của Thủy Nghiêm Sinh, đó là thủynghiemsinh.com, hoặc là liên hệ số hotline đang hiện trên màn hình. Và cái video nói về cái việc xử lý tuyến trùng trên cây cà phê đến đây là kết thúc. Và xin cảm ơn quý bà con.
chúc bà con sức khỏe và thành công, và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.